Kho sách tiếng Hàn tại thành phố Hồ Chí Minh xin chào tất cả các bạn nha. Kỳ này Trang sẽ review về cuốn Những từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Hàn. Thật ra cuốn này rất là hay, tại vì từ vựng của chúng ta thì rất nhiều nhưng mà không biết khi nào xài từ này, khi nào xài từ kia. Nhưng mà cái ý nghĩa khi chúng ta tra trên từ điển thì nó giống nhau hết. Như vậy cuốn này sẽ giúp cho các bạn giải quyết hơn 80% câu hỏi của chúng ta nha. Cuốn trình bày một tiếng. Rồi. Trong cuốn này mình đã tìm hiểu sơ qua thì mình sẽ có hai chương. Chương 1 và chương 2. Để mình chỉnh cho rõ rồi nè. Ví dụ như khọt tà và con tà ha. Rồi chương 2 chữ thác bê hoặc là phe tha khác nhau như thế nào. Rồi chúng ta đi vô phía trong xem. Bỏ qua mấy cái lời nói đầu đi. Đây, cách viết hoặc cách phát âm gần giống nhau. Cách viết hoặc phát âm gần giống nhau đây. Có cái bảng như thế này, ví dụ con tà và cọt tà và con tà. Người ta để cọt tà là đi bộ, còn con tà là treo, là móc. Tại vì khi chúng ta chia sang duo thì cọt tà này biến thành coroyo, nhưng mà treo móc con tà cũng trở thành coroyo. Bạn nào học ngữ pháp qua duo rồi thì chúng ta sẽ hiểu nè, kết hợp với ayo đều có hình thái là coroyo và nghĩa nó khác nhau. Rồi người ta cho ví dụ ở bên đây và cho ví dụ rồi mình sẽ có một số cái khi lên mất những cái ngữ pháp người ta tóm tắt lại. Rồi bài số 2 thì Karichita hay là Kitarita. Karichita là dạy, cái này ai cũng biết rồi. Mà Kitarita là đợi. Nhưng mà tại sao? Tại vì khi chúng ta đọc phát âm nó cũng tương 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 tự nhau nên nhiều bạn nhầm. Cũng được liệt kê vô trong đây. Và đây là tóm tắt ngữ pháp nè. Chưa? Rồi. Ở đây mình có hai từ so turuta. Và ở đây là sọt turuta. Thật ra hai cách này phát âm hơi khác nhau một chút. Cái chữ vội vàng chúng ta sẽ đọc là so turuta. Còn chữ sọt turuta có nghĩa là vụng về. Viết cũng hơi khác nhau một chút nha. Rồi. Còn cái phần chương 2 á, là chương 2 nằm đâu? Đây chương 2. Phân biệt về mặt ý nghĩa. Ví dụ mình sẽ có từ chắc ta và chọc tà nhỏ bé, chọc tà ít nói về số lượng. Như vậy xài là phải xài cho đúng. Người ta phân biệt cho mình, cho ví dụ rất là cụ thể. Có cả luôn phần trái nghĩa nữa nè. Rồi vì ở đây mình có chữ riang hay ăn, người ta cũng phân biệt, cho ví dụ hẳn hoi. Rồi ở đây người ta có nịch cham hay nạt cham. Nịch là trễ ha, nịch cham là ngủ dậy trễ, ngủ nướng, còn nạt cham là ngủ trưa, tại vì nạt là ban ngày. Rồi người ta cũng dịch cho chúng ta giải thích luôn. Như vậy là có rất nhiều từ vựng mà chúng ta xài chưa chính xác, thì cuốn này sẽ giúp cho chúng ta bổ sung lại kiến thức, những gì mà mình đang còn thiếu, những gì mà mình đang còn thắc mắc hay là còn sai sót. Ví dụ như kata và ota là câu hỏi của rất nhiều các bạn mới học đều hỏi là khi nào dùng kata, khi nào dùng ota. Người ta có giải thích luôn nè. Vậy là kết hợp phần giải thích bằng tiếng Việt và những câu ví dụ thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Như vậy, cuốn sách Những từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Hàn cũng là một cuốn mà các bạn nên bổ sung vào tủ sách của mình nếu thật sự các bạn muốn chinh phục và học thật tốt tiếng Hàn này. Nếu các bạn có thắc mắc gì có thể comment hoặc là inbox cho Trang nha. Trang chờ đợi những cái câu hỏi của tất cả các bạn. Xin chào.